Dương Nam Hà Nam Định ý thức được sự nguy hiểm của Di Mario và Anthony Steven. Và mỗi khi Di Mario có bóng thì các cầu thủ Nam Định lại có những tình huống phạm lỗi. Nhưng vừa rồi thì Di Mario đã tỏa sáng với một cú sút rất bất ngờ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Chúng ta cùng xem lại pha làm bàn vừa rồi của Di Mario. Một tình huống bắt vô lê cực kỳ chính xác. Bàn thắng thứ 7 của Di Mario trong mùa giải năm nay.